第一百六十天，ngày một trăm sáu mươi. đi giày cao gót màu chân thật. 穿高跟鞋, Chân cao gót chân Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? 以前在哪所大学读书？ tải về. Xả giải Rất quen thuộc Khẩn số xí Trông có vẻ có vẻ như Khẳng chìa lại Vì rất ngon, rất thơm Vị đạo hơi hảo, hơi xăng Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi 只比我大两岁。哪儿中啦？总之，vừa rồi là chị ruột，刚刚是亲姐姐。luyện tập nói tiếng trung，练习讲中文。 không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Không cần vội, từ từ Không cần vội, từ từ thôi. Không gì Không cần vội,

Con cần chuẩn bị cái gì? Hãy vào, chuẩn bị Nhanh lên chút. Khoai Bữa tối. Hoàn san. Thay xong rồi. Hoàn khảo Mỏi chân thật. 真累脚。